Thư sư cho con hỏi, việc xuất gia đi tu của kiếp hiện tại có phải là do nhân duyên hay thề nguyện của các kiếp trước? Và rằng nếu như vậy thì có phải việc đi tu kiếp hiện tại bắt buộc sẽ xảy ra đối với một người là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi không ạ? À? Con mong sư Hoan Hỷ khai thị. Thưa với quý vị, nó chỉ có những cái trường hợp sau là cái việc xuất gia là việc không tránh khỏi. Trường hợp thứ nhất là cái kiếp cuối cùng của vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Thì kiếp này đó, vị đó kiểu gì vị đó cũng sẽ phải xuất gia thôi để trở thành một vị Chánh Đẳng Giác. Cái thứ hai là một vị độc giác. Kiếp chót của một vị Bồ Tát độc giác thì kiểu gì rồi vị đó cũng phải xuất gia rồi chứng đắc quả vị độc giác thôi. Rồi trường hợp nữa là trường hợp thứ ba là trường hợp của hai vị đại đệ tử là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Thì khi vị đại đệ tử là kiểu gì thì kiếp chót các vị đó cũng phải xuất gia thôi. Rồi trường hợp thứ tư là những vị đệ tử có biệt hạnh. Thì các vị đó thì kiểu gì thì trong kiếp chót á, kiểu gì các vị đó cũng sẽ phải xuất gia. Cái lý do là gì? Lý do là cái gọi là cái ba la mật của các vị đó, đó đã hoàn mãn, đã chín mùi, đã đầy đủ rồi. Cho nên là các vị đó chắc chắn sẽ xuất gia. Và chắc chắn là sẽ đạt được cái điều mong muốn. Nhưng mà cái phàm của mình thì đó là chuyện không có chắc. Tất cả các vị phàm còn lại là chuyện không chắc. Xin nhắc cho quý vị nhớ. Như trường hợp Ngài Angulimala, Đức Thế Tôn Ngài có một cái suy tư là Ngài biết một chuyện như thế này. Nếu như Ngài không xuất hiện thì Ngài Angulimala sẽ giết mẹ và sau đó là sẽ cắt đứt con đường chứng đắc đạo quả của chính mình, và sau khi mệnh chung sẽ phải đọa địa ngục. Cho nên cái chuyện xuất gia của Ngài Angulimala thì nó không chắc, mà nhờ đâu, nhờ có Đức Thế Tôn cho nên nó mới thành cái sự chắc chắn. Rồi quý vị nhớ dùm nữa trường hợp của hai vợ chồng ở trong cái chú giải pháp cứu, câu kệ là trẻ không sớm biết tu hành, chăm lo tài sản để dành mai sau, cò già u đủ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh sao chết dần. Thì trường hợp này lẽ ra nếu như là có thể xuất gia đó, có thể xuất gia và có thể chứng đắc đạo quả, nhưng mà cứ lần lựa không xuất gia, rồi thì cho tới cuối đời thì cái quả để mà quả báo cái và cái cơ hội xuất gia nó biến mất. Và cơ hội chứng đắc đạo quả nó cũng không còn. Cho nên là mình không thuộc những cái trường hợp đặc biệt thì mình đừng có gọi là đừng có quá tự tin nha. Cho nên là sư nói là có hai trường hợp như vậy. Rồi một cái nữa như thế này, nếu như á mà mình đã từng vun bồi cái xuất gia ba la mật là Nekkhamma Parami, thì trong đời của mình sẽ có một cái giai đoạn nào đó mà cái ý định xuất gia nó tự nhiên nó mãnh liệt, thì đó là khi mà cái xuất gia ba la mật nó trổ quả, nó sẽ khiến cho mình có sự thôi thúc mình sẽ đi xuất gia. Nhưng mà nếu như mà mình vẫn lần lựa mình không đi xuất gia thì cái quả nó trổ rồi mà mình không đi thì rồi nó thôi, giống như cái quả nó chín, cái trái cây nó chín mà mình không có hái rồi để nó rụng rồi nó cũng nát nó thối thôi. Cũng vậy đó, cái quả khi mà nó trổ rồi mà mình không chịu xuất gia, mình lần lựa thì nó cũng sẽ mất. Cho nên là đừng có tự tin về cái sự kiện này. Rồi thêm một vấn đề nữa sư nói để cho quý vị có cái nhìn toàn vẹn về cái chuyện xuất gia.
là cái chuyện xuất gia Ba La Mật á, thì nó nếu như mà mình có những kiếp trước mình có vun bồi Ba La Mật đó thì nó tốt thôi, nó sẽ làm cho mình có sự thôi thúc xuất gia. Nhưng nếu như mình chưa có thì bây giờ là kiếp đầu tiên cũng đâu có sao đâu. Thí dụ như trước đó mình chưa từng xuất gia bao giờ, nhưng mà kiếp này mình nhờ gieo duyên với Phật pháp, mình sanh ra và mình ý thức rõ đời sống xuất gia nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều trong con đường giải thoát giác ngộ. Thì bây giờ kiếp này là kiếp đầu tiên mình có cái ý định xuất gia thì mình vẫn xuất gia được vậy, chứ đâu cần mình phải chờ ở kiếp trước mình mới xuất gia. Như vậy thì cái kiếp đầu tiên là kiếp nào, cái kiếp này nó quan trọng hơn, chứ đừng có suy nghĩ những kiếp chót, những kiếp trước. Sư nói có nhiều vị ngộ lắm, nguyện là bây giờ đời này á con không có điều kiện xuất gia, mong cho đời sau kiếp sau con có điều kiện xuất gia. Nó giống như là hứa ngày mai ăn bánh vậy đó, không bao giờ có, nó thì không bao giờ có. Đời này mình không xuất gia mà mình hẹn, mình hứa, mình nguyện đời sau ha, quý vị có là đời trước mình không làm giống vậy không? Tức là kiếp trước mình cũng cái dụ là mình như thế nào đó, mình nói bây giờ con không xuất gia được cho nên con nguyện làm sao cho kiếp sau là con được xuất gia, rồi qua kiếp sau mình cũng nguyện y chang như vậy, đi tu không đi tu mà suốt ngày cứ nguyện kiếp sau, hẹn kiếp sau, cứ hẹn kiếp sau, rồi qua kiếp sau sư nói không chừng quý vị cũng y chang như vậy, tu cũng không chịu tu được, cũng cứ nguyện là cho kiếp sau con lại được xuất gia. Nó sẽ không bao giờ có nha, cứ cái kiểu hẹn kiếp sau là không bao giờ có nha. Cho nên là theo ý kiến cá nhân của sư, cái kiếp này nó quan trọng hơn nha. Kiếp này mà không chịu thì mà cứ hẹn kiếp sau thì nó nguy cơ lắm. Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý ý kiến của Đức Hành Tuệ. Ở đây thì sư nói rõ hơn cái điểm này. Nhiều khi quý vị lại hiểu lầm ý của Đức Hành Tuệ đó. Đức Hành Tuệ nói là cái trường hợp mà nguyện nhưng mà hẹn, có nghĩa là gọi mình ở đây gọi là nguyện nhưng mà không có làm đó. Không, giống như nguyện thế này, nguyện được thế này thế kia nhưng mà hiện tại lại không có chịu làm. Quý vị phải hiểu rõ hai cái phạm trù này nó khác nhau nha. Quý vị lại nói là nhưng mà có thấy là ở trong trong mấy cái tích tiền thân các Đức Phật toàn giác và các vị thánh vẫn có phát nguyện và sơ phát nguyện thế này thế nọ vậy đó. Xin thưa là các ngài nguyện mà cái ngày làm dữ lắm, cái ngày làm thì làm giống như là phải nói là bỏ, thậm chí là bỏ ăn rồi bỏ, thậm chí bỏ xác mình luôn, không quý đến thân mạng mình luôn đó, phải hiểu như vậy. Còn cái việc mình nguyện á, nguyện mình nên tâm mình hay mình chỉ mình nói ra cái miệng mình không vun bồi các ba la mi. Xin thưa chúng vị, đại bị tu hạng rồi, tu hạng thì bị còn trôi lăn trong luân hồi, mà bị còn trôi lăn trong luân hồi thì những cái rủi ro, những cái khổ đau á, nó kêu bằng nó không nguôi đâu, không ngừng đâu, nghĩa là khổ nhiều, khổ nghĩa là cái lượng khổ, số lượng khổ bị nhiều hơn là lãng. Nên phải ý thức rõ điều này, nguyện là một chuyện, nguyện phải làm, phải nguyện nguyện rồi xong rồi để đó cho vui, và nó gọi hứa hẹn, đó là hai phạm trù nó khác nhau, vị phải hiểu rõ. Còn có một trường hợp nãy Đức Hành Tuệ cũng có nói những trường hợp mà gọi là xuất gia mà đặc biệt đó, đặc biệt đó thì sư cũng có bổ sung thêm một trường hợp này, tại trường hợp này liên quan đến phát nguyện mà có làm nha, xin mạnh có làm nha, cho vị biết là trường hợp nào. Trường hợp là những cái vị trong quá khứ có phát nguyện tu ê hí bích khú với một vị Phật toàn giác, thì trong đó có ba điều kiện nhưng mà sư rất là dài, ở đây sư cứ nói một cái điều kiện như vậy thôi, là nếu quý vị có phát nguyện tu hí bích khú và làm những cái thiện nghiệp, những cái ba điều kiện thỏa này nè, nếu quý vị có may mắn sanh vào thời Đức Phật toàn giác
phải nói là đầy đủ nha, quý vị phải đầy đủ, đầy đủ giống như người tâm nhân, người đủ ba la mật rồi đầy đủ cái điều kiện người biết cứu, thì trong đây có nói điều kiện thứ ba là như vậy. Lúc nhận xuất gia Ehi Bích Khú phải tối thiểu là một vị nhập lưu thánh, và kiếp hiện tại xuất gia Ehi Bích Khú phải là kiếp cuối cùng đó. Thì đây là cũng là một trường hợp đặc biệt, nếu quý vị có duyên á tu Ehi Bích Khú thì chắc chắn thưa quý vị là quý vị bèo nhất, cái vị khi mà Đức Phật giảng cho quý vị xong thì Đức Phật ngài sẽ nói Ehi Bích Khú lại đây là tỳ kheo đó, thì lúc đó là chắc chắn quý vị bèo nhất á, là quý vị sẽ là vị thánh dự luôn, đúng không? Và rồi á, kiếp đó nghe thời điểm đó là vị thời điểm đó, nghe là bèo nhất là thánh đắc dự luôn, không? Và trong kiếp đó là kiếp cuối cùng quý vị. À, cho nên đây là cái vấn đề mà Hiếu Biết Khú thì vị cũng lưu tâm, đây là phát nguyện mà nếu mà có làm thì cũng sẽ được như vậy, được sự xuất gia đặc biệt trong cái chắc chắn gọi là kiếp cuối cùng đó. À, thì cũng xin kết thúc cái câu trả lời ở đây nhé. Rất là cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã bổ sung một cái chi tiết rất là quan trọng, đó là những cái trường hợp xuất gia đặc biệt theo Ehi Bhikkhu. Thì sẵn thì nhắc luôn cái xuất gia đặc biệt theo Ehi Bhikkhu, một trong những cái điều kiện là mình từng cúng dường y đến chư tăng. Thì nếu như trong cái mùa dân y này, trong mùa dân y mà quý vị đi cúng dường y á, mà quý vị có nguyện Ehi Bhikkhu thì quý vị có khả năng là quý vị sẽ được xuất gia theo cái dạng đặc biệt này. Nhưng mà nếu mà quý vị không không nguyện Ehi Bhikkhu thì thôi, nhưng mà nếu có thì có thể được. Tùy thôi, có vị thì khuyên là nên, tức là nên như vậy thì mình sẽ gặp, một là mình gặp Phật Di Lặc, hai là mình sẽ gặp một những cái vị Phật vị lai, còn hai á là quý vị nương nhờ cái phước dân y sắp tới nè, quý vị nguyện là thôi cho con chứng đắc đạo quả càng sớm càng tốt thì sư nói nó nhanh hơn. Chứ còn mình đương nhiên là ý viết khú thì nó hay á, nhưng mà thôi nguyện sớm đi, giải thoát sớm, thoát khổ sớm. Chứ còn đối với cá nhân sư nhé, ngay cả cái chuyện mà Ehi Bhikkhu mà mình còn phải chờ qua cho đời Đức Phật tiếp theo thì thôi tốt nhất là đời Phật giờ mà mình xong chuyện là sư vẫn ưu tiên hơn. Giống như ở trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn nói một chút xíu phân trong đầu ngón tay nó cũng đáng gớm, mày các tỷ kheo, dòng luân hồi á, giàu cho một chút xíu thì cũng đáng phải bỏ đi. Thành ra là sư ưu tiên cái chuyện là mình sớm chấm dứt sanh tử, đặc biệt là quý vị biết quý vị ham chơi dữ lắm, nói thiệt ham chơi dữ lắm, cho nên là thôi thoát khổ sớm chừng nào mừng chừng đó. Còn đương nhiên vị nào thích Ehi Bhikkhu thì vẫn được thôi. Dân y sắp tới nè, cứ nguyện lựa chọn như thế nào là quyền của mình. Và trước khi kết thúc thì có một vài cái câu hỏi.